Chào các bạn, ngày hôm nay thì Như sẽ chia sẻ cho các bạn một cái sản phẩm khá là mới liên quan tới dòng đốt mỡ. Thì thật ra nói về đốt mỡ thì chúng ta sẽ có hai cái nhóm đốt mỡ. Thứ nhất là nhóm đốt mỡ sinh nhiệt. Thì với nhóm đốt mỡ này thì nó sẽ có một số cái thành phần chất kích thích giống như là caffeine chẳng hạn, thì nó sẽ hỗ trợ mình đốt mỡ nhanh hơn bằng cách là nó tạo nhiệt cho cơ thể, ra mồ hôi và ra đường qua đường bài tiết. Và cái thành nhóm đốt mỡ thứ hai nữa đó là nhóm đốt mỡ tự nhiên. Thì với nhóm đốt mỡ này thì cái khả năng đốt mỡ của nó sẽ chậm hơn một tí, tuy nhiên nó sẽ không có các thành phần chất kích thích, mà nó chỉ có các thành phần đốt mỡ tự nhiên giống như là COA hoặc là L-carnitine thôi. Thì nhóm đốt mỡ này nó khá là an toàn cho sức khỏe của mình, và đặc biệt nó còn phù hợp được với những cái người mà có vấn đề sức khỏe liên quan tới tim mạch hoặc là dưỡng caffeine mà không sử dụng được nhóm đốt mỡ sinh nhiệt, thì hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình một cái nhóm đốt mỡ, đó là nhóm đốt mỡ tự nhiên. Đó là lý do mà hôm nay Như sẽ chia sẻ cho các bạn một cái sản phẩm thuộc nhóm đốt mỡ tự nhiên rất là nổi tiếng trên thị trường hiện nay, đó là sản phẩm COA của Sublimity Pot. Đó là sản phẩm này. Thì thật ra khi về mà nói về COA của Sublimity Pot á, thì nó sẽ khác hơn với các sản phẩm COA ngoài thị trường. Đó là ngoài cái bản thành phần dinh dưỡng của nó có nhóm COA là chính, thì nó còn có thêm các thành phần như là L-carnitine, omega 3, và đặc biệt là nó có thêm các nhóm như là vitamin, ví dụ như là vitamin A, E và nhóm vitamin 12. Thì nó vừa hỗ trợ đốt mỡ cho bạn bóc dáng đẹp hơn mà còn hỗ trợ cho các bạn có một làn da đẹp hơn nữa đó. Thì một hũ như thế này của nó là nó sẽ có 90 viên. Thì các bạn có thể nhìn sơ qua về cái bao bì bên ngoài của sản phẩm như thế này. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào trong thành phần sản phẩm nha. Sản phẩm COA của Sublimity Pot này thì nó khác với các sản phẩm thông thường ở chỗ là nó có hàm lượng COA khá cao, là có tới 800mg COA, đồng thời có thêm thành phần L-carnitine và omega 3. Và cuối cùng nữa cũng là một thành phần khá là quan trọng là nó có thêm nhóm vitamin A, E và vitamin 12, thì giúp cho hỗ trợ làm đẹp da cho phụ nữ nữa. Cho nên nếu mà nói về công dụng của sản phẩm thì đây là một sản phẩm khá là toàn diện về giúp cả vóc dáng và sức khỏe hoặc là làn da của bạn đều được cải thiện khá là tốt. Thì cái công dụng chính của nó là giúp làm tan mỡ, săn chắc cơ bắp, hạ cholesterol, tăng cường hệ thống miễn nhiễm cho cơ thể của mình. Thì thật ra tất cả các sản phẩm mà đốt mỡ của COA á, thì cái công dụng chính của nó sẽ giúp chuyển hóa mỡ trong cơ thể của mình thành năng lượng. Và trong quá trình bạn tập luyện thể thao nè, thì nó sẽ giải phóng cái năng lượng đó ra bên ngoài, từ đó hỗ trợ cho mình đốt mỡ hiệu quả hơn. Thì cái sản phẩm này ở đây nó cũng có hướng dẫn sử dụng luôn. Thì một ngày ở trên này là nó ghi là một ngày uống 2 lần, mỗi lần 3 viên. Và sử dụng chung với bữa ăn. Những cái người nhỏ con có thể uống ít hơn, ngày 2 lần, mỗi lần 2 viên. Nếu muốn dùng COA để ngừa ung thư hoặc là hạ tiểu đường thì ngày uống 3 viên. Thì thật ra cái thành phần COA này có một cái rất là hay, nghĩa là nó không chỉ giúp đốt mỡ không, mà nó còn có khả năng hỗ trợ giúp giảm cái lượng cholesterol, cũng như là những cái người mà đang có uống thuốc nè, hoặc là đang sử dụng các sản phẩm, hoặc là bị những cái vấn đề liên quan tới tim mạch, thì nó cũng sẽ hỗ trợ làm giảm cái vấn đề này luôn. Cho nên nó khá tốt với sức khỏe của mọi người. Thông thường thì những người như ở Việt Nam mình á, thì nếu mà trọng lượng của mình dưới 50kg thì các bạn chỉ cần sử dụng 2 lần, mỗi lần 2 viên mỗi ngày thôi. Còn nếu mà trọng lượng cao hơn thì các bạn có thể sử dụng là giống như đúng hướng dẫn sử dụng, là ngày uống 2 lần, mỗi lần 3 viên. Và để cơ thể của mình nó dễ dàng thích nghi với sản phẩm thì tốt nhất là các bạn nên sử dụng là trong tuần đầu mình sử dụng 2 viên trên ngày, trước bữa ăn trưa và bữa ăn tối, và trong qua tuần thứ hai thì các bạn có thể nâng lên liều dùng là 4 viên hoặc 6 viên trên ngày, để cho cơ thể của mình nó thích nghi từ từ thì nó sẽ hiệu quả hơn nha. Cái thương hiệu mà Sublimity Pot này là một thương hiệu thực phẩm bổ sung dinh dưỡng khá là nổi tiếng của Mỹ, và nó thì rất là nổi tiếng với dòng đốt mỡ COA. Vì vậy các bạn có thể tin tưởng và lựa chọn cái sản phẩm này. Thì đây là tất cả những cái thông tin liên quan tới sản phẩm. Thì như mong là những thông tin này sẽ giúp các bạn dễ dàng lựa chọn cho mình một cái sản phẩm COA phù hợp và hỗ trợ sức khỏe của mình cũng như là vóc dáng của mình tốt hơn nhé. Tạm biệt mọi người.